tudo bem? Sim, vamos lá. Pode bater para a Itália. Hoje vai ter corozinha. Motorista hoje doente. Doente, ele não vi. Vai ter corozinha. Você que atrasou? Sim. Da manhã, caro, material vi? Sim, o caro veio mesmo de manhã. E trouxe mesmo os próprios ferros e aquelas duas chapas. Tá bom. Tu usa a meter lá em cima? Sim, já meter lá em cima. Sim. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình Vy Khánh Vlog, cuộc sống châu Phi. Ngày hôm nay thì hai chú cháu là công việc bận từ sáng giờ, xong là nhà lại bạn lái xe bạn lại bị ốm nữa, nên là hai chú cháu giờ mới xuống được đến bản. Thì là ba mama để ba nhá, ta tới đó nha kì. Alo bố. À. Sim. Nós aqui, os homens, estivemos aí na obra a construir. Sim. Tá curtindo, né? Sim. Sim, mantendo vai ver. Hoje já continua a fazer adobo, né? Tá bom. Tá bom. Ê, buổi sáng này bà con là cũng ấy được này bố ơi. Đóng gạch rồi đấy. Đóng gạch này. Chuẩn bị đất này. Tá bom, mete cabine assim, tá bom? Thì đây quý vị khán giả có thể xem ạ. Đây từ sáng giờ bà con đã trộn đất, xong là bơm nước vào, xong là trộn cỏ, xong là bà con lại chuyển ra kia, xong là bắt đầu đóng gạch. Sô mama nhá, sao tôi đùa mama nhá. Sô mama. Sô mama, fazer adobo. Tá bom? Ok. Já limbo aqui, né? Sim. Agora Martin vai ver a obra. Tá bom. Tu se cuida amanhã. Tá tudo bem? Sim. Mamãe, bora ficar cozinhar. Matei vai ver a obra. Anh bảo các mamãe này nghỉ ngơi thôi, bây giờ là giữa trưa rồi. Khánh xuống tranh thủ thôi, vì bởi vì hôm nay là hai chú cháu là xuống đây làm một lúc mới cả sắp xếp công việc cho bà con để buổi chiều bà con ở đây làm. Lát nữa thì Khánh với chú là đổ xong cái sang cửa, xong là Khánh ke lốt cái đường chân móng kia cho mọi người, xong là hai chú cháu lại phải về để hôm nay Khánh phải lên thủ đô có việc gấp, việc quan trọng. À, tao bông. Bully tù á? Tao bông. À, tức là cửa này bằng sang này bố này. Bằng rồi đấy. Aki, tao bông. Aki, tao mình tao bông. Tức là có hai cái là bằng sang này này. Tức là còn mấy cái cửa nữa. Cái bên này còn hàng này nữa đúng không? Một này, đây nữa. Mấy cái cửa này nữa. Ngoài được ba cửa này với cái cửa đằng sau kia. Đằng sau kia mọi người lên được góc rồi kìa. Cửa của vệ sinh kìa. Thế thì cũng chỉ còn chỗ đấy còn hai hàng nữa. Hai hàng đằng đúng rồi, hai hàng. Hai hàng đằng sang một, rồi. Đằng sau một hàng. Quý vị khán giả nhìn nhìn vào con xây có đẹp không ạ? Chú si cù với mọi người. Đẹp quá. Tá bom, aprender. Tá bom, José. Vai lá, meu. Tá bom, hã? Faz bem, hã? Vamos lá. Đấy, không có mình ở đây mà mọi người làm nó như này là yên tâm rồi đấy bọn. Tốt rồi. Để còn chỗ vữa này chắc đến trưa mọi người quay lại đây để chiều làm nốt đây. Mà chỗ này thì nát nữa khả năng là cho ra đổ sang luôn bọn. Đúng rồi. Cho đá vào. Đúng rồi. Ôi gì mà tin mũi tố của ba rồi. Bước cái ata đấy. Mà tin bà đất sẽ vai luôn đà. Tanh tử bao nhiêu luôn đà. Mà tin vai lá có vết sao cùng đô lùa ô bà đà. Tá bom? Agora, Tio Abreu com Marco, com Tio, Buca Bera, Vida, aqui Massa Antigo, fazer. Hoje à tarde, não fazer, não curtir. Ok? À tarde, Martin Mura, trabalho. Martin, agora, Tio com Babá, anda junto, Martin, nem baixo. Com José, Flávio. Martin Mutra, trabalho, nem baixo, bolso. Ok? Aqui, ở đây thì là bố cho trộn hết, để đổ cái sang đi. Rồi, ok. Nhá? Ok. Thì giờ con dẫn mọi người như đấy. Thì giờ đã Khánh... đi cùng mọi người xuống dưới kia để sắp xếp công việc cho các ba ba. Tiếp sĩ cô, ata để tira tu đủ aki á. Para mama tira tu đủ bao. Ok. Đấy, mấy con gà đấy vào cái luống rau rau. Tá bom. Tá bom, ba ba. Ba nó dùng từ Martin á. Sa ra grande á. Muito rápido á.
tiêu lembra ata lembra tira turu fala mama tira turu bao weekend thì ngày hôm nay là mấy hôm trước thì Khánh cho bà con là chuẩn bị hết tất cả các cây cây to cây nhỏ là chuẩn bị hết ở dưới khu vực giếng. Mà hôm nay Khánh bận công việc thì không trực tiếp vào đây để hướng dẫn mọi người làm được, thì sẽ sắp xếp cho các ba với cả chú Si Cù với cả mấy bạn thanh niên với cả các mama là sẽ bắc dàn bầu bắc sông Duy Lước này. Ôi dứ ata rồi đấy mà tiza fala tiu cùng ba bre para pau nhé tu đồ pau aki fazer assim. Ôi dứ tơ ba nhu ata rồi đấy aki aki tá bom. Bibi lu de boi com ri lu assim. Sim. Tá bom, né? Tá bom. Fazer assim. Pau. Pau. Tá bom. Grande. Pequeno não. Sim. Aqui grande, grande. Depois até aqui, grande. Bilai de grande. Sim. Aqui grande também, liga. Sim. Aqui grande, liga. Continua. OK? Sim. Aqui próximo. Próximo aqui, é? Sim. Outro. Dividir 2 metros. Altura só assim. Sim. OK? Depois anda meia, tira. Bibino, ah? Sim. Outro, bao pequeno, igual de 2 dedos. Sim. Mete aqui. Subir até aqui. Sim. Tudo pequeno. Ah, sim. OK? Tudo pequeno. Só pequeno, ah? Igual ali. Igual aqui. Quando bilai de grande, 2 metros, né? Sim. Continua até lá. Depois, corta. Aqui, altura até aqui. OK, corta. Mara aqui, pau grande. Sim. Porque já tem pau grande, liga aqui. Mete assim, ele se subir. Sim. OK? Bom. Tudo, situ, mete pequeno. Sim. Pau pequeno. Sim. Porque grande ele não consegui subir. Sim, não consegui. Gente, deve bem? Sim. Tá bom, aqui já. Aqui, continua. À, bên đấy là bên rãnh suối cạn, còn bên này thì là lại phải bắt khóa hơn. Aqui. Tiêu cùng Marco Baba BSMT Sabato á. Igual de tiêu. Bota. Anda aqui. Mete bao grande. Tá bom? Altura. Mais ou menos. Assim. Tá bom? Só assim. Bởi cái bibi nó só com dito assim. Fazer altura até aqui. Tá bom? Também 2 metros. Até ali. Aqui. Só mais ou menos. Igual livre. Vé livre. Tá bom? Vé livre. Também bao grande aqui. Cota. Fazer assim. 2 metros. Tá bom? Até aqui. Grande. Até aqui, grande. Também quase 1 metro, né? Liga, tudo grande, grande. Assim também. Aqui continua. Tudo pequeno. Entra, né? Já entra, né? Fácil, né, bà? Sim, muito fácil. Đấy là Khánh vừa hướng dẫn cho là chú Sĩ Cú với bà với cả mấy bạn thanh niên là mình cứ bắt khoảng cách của cái cột 2 mét bằng cột to, xong ngoài kia nữa cột, xong là tất cả các hàng trên là đan vào là cũng bằng cây to. Còn tất cả những cái gốc của cây bầu nhỏ này là mình sẽ lấy những cái cây con với cả lấy những cái cây ở trên cái luống dưa chuột là Khánh sẽ cho chú với ba là chặt nhỏ ra là để gác lên buộc lên tiêu bút để bút cà phê hoa xì á aki tao không aki mara là mara bao weekend grande mara cùng phiu matiza comra. OK aki continua igual aki né fazer até aqui. Já saí aqui, tá bom? Aqui. Aqui não parece muito. Só fazer aqui. OK? Também aqui parece fazer alto. Porque o bibi não já combinou assim. Tá bom? Aqui até aqui. Já tá bom. Đấy, Khánh bắt cho bác dàn hết toàn bộ khu vực rãnh suối này. Bởi vì cây bầu này là nó sẽ lớn rất là nhanh. Nếu bây giờ mà mình không chuẩn bị dàn, không bắt luôn thì là đến lúc mà công việc xây dựng ở trên kia nó gấp vội là mình không làm được. Nên tranh thủ là hôm nay là Khánh bận về luôn ra thì là cho bà con bắt như thế.
À não. Tí xíu. Aqui não vai descer. Aqui faz assim. À, Khánh hơi nhầm một chút ở chỗ này. Chỗ này không cần phải bác xuống dưới mương này. Tí xíu. Ở đây bên này mình có một hàng bên này nữa. Aqui. Auto. Sim. Auto aqui. Ok? Sim. Bao grande? 2 metro. Aqui. Sim. Aqui. Aqui. Outro aqui. Sim. Depois, mete. Sim. Tá bom? A freguilha também. Sim. Sim. Freguilha. Fazer igual ali. Depois isso aqui, cima vem. Uhum. Aqui, subir. Aqui, subir. Sim. Aqui não parece que vai rio não. Tá bom? Tá bom. Thì đây Khánh bảo mọi người là bắt luôn ở cái đoạn khoảng giữa này, chứ không cần phải cho ra ngoài kia nữa, bởi vì đây mình có hai hàng. Aqui. Aqui, tá bom? Sim. Aqui, bora. Bora continuar aqui. Bora continuar aqui. Liga, liga aqui. Liga só aqui. Ok? Liga só aqui. Tá bom. Bora para bem, nhá, papá. Hoje já tá de bonito. Sim. Para bem, nhá, fala viu. Tudo aqui já tem muito fio, ah? Tá aqui. Để Khánh xem cái cá này xem nào. À, Brizena, tá bom, hã? Tio lembra, mas até sempre água. Oh. Brizena, aqui, bora tirar, hã? Hã? Mà tin về ra tay ngã mare nếu. Nó có những quả vàng vàng này. Thế quý vị khán giả xem này. Quả này còn rụng này. Ô, nó có những quả vàng vàng này. Ô, thế này cái cà này nó không to bằng cà xanh. Quý vị khán giả xem này. Cái cà trắng này này. Hay mùa này nó thiếu nước nhỉ. Nhưng nhìn cây vẫn xanh tốt này. Nhưng quả này chắc là quả này nó không to rồi. Nó đã vàng như này rồi. Đây quý vị khán giả xem này. Cái quả vàng này là bằng cái quả này đúng không? Đấy, bằng. Mà nó đã vàng rồi. Isso não grande igual e brisa da verde. Isso não só não normal assim. Ở đây đầy chùm vàng luôn này, không vặt vàng hết rồi này. Đây quý vị khán giả xem này. Đấy, sao nó bé này, nó vàng vậy? Hay cái mùi khô nó thế nhỉ? Khánh cứ nghĩ là cái quả cà trắng này nó sẽ to đùng như quả cà xanh cơ. Chắc là to đến tầm này thôi. Không vặt thì nó vàng hết. Agora và vai lá Martin Tiramidi da Caboclo. Ok? Dessa dois três pessoas cava Caboclo. Amanhã Martin ví bố để cô chi Caboclo. Khánh không có nhiều thời gian thì đã để cà này tí tranh thủ cho mọi người vặt cũng được. Thì là lên trên này là Khánh sẽ chia cái kích thước của lốt cái đường móng bên trong là để cho chú Si Cù chú sắp xếp tranh thủ để cho bà con là cuốc nốt một hai đường nữa cho nó xong. Còn đâu mọi người vẫn bắc dàn, vẫn làm bình thường. Ở đây này, hơi đi qua đây lại quay cho quý vị khán giả ngắm qua cái ruộng cà xanh này một chút này. À, isso vou tirar bocado. Tudo grande tira. Ở đây lại được những cái quả cà to to này thì là nó cũng không có nhiều đâu các bạn. Bây giờ thì mỗi cây nó cũng chỉ lác đác thôi, bởi vì các lá của nó thời tiết nắng như này là nó không được như giai đoạn mùa mưa. Thôi vặt được bao nhiêu thì vặt, thêm được đồng nào tốt đồng đấy các bạn. Xuống dưới bản là nhìn bà con chịu khó, không có Khánh ở đây hay là cũng như là có Khánh ở đây là mọi người đều rất là nhiệt tình chịu khó, bởi vì mọi người cũng xác định được đúng luôn là đây là công việc của bà con, công việc của bản. Nên là không có Khánh là cũng làm đúng giờ, nghỉ đúng giờ. Agora. Đây thì đã của bà con này. Là hôm trước là Khánh chia hết xung quanh móng cho mọi người rồi thì mọi người cũng tranh thủ cuốc hết rồi. Thế bây giờ là Khánh chia lốt các đường còn lại thì rất là nhanh thôi để chiều cho mọi người đào, để chia người ra, bởi vì giai đoạn này thì là bà con cũng đỡ ốm đi nhiều rồi. À, 1:30. Bà ban tôi đều Marafiu cùng Pau Flavio tao mày. 1:30. Ok, tao bông. Aqui. Bên này nữa.
Mara aqui. Mara aqui, mara aqui. Aqui, aqui. Đây. Đây, Khánh đóng cho cái đường phòng ngủ mới phòng vệ sinh. Mấy hành lang là xong cho mọi người đào. Ta ta nè. Dạ. Ta bông. Xong. Tiếp tục xong đây. Chú ơi. Aqui tí xíu. Rồi rồi, Mara. Bác sĩ. Nhanh, nhanh xin mà. Aqui, aqui. À, cái sát tay, sát tay. Ok. Tá bom. Bên này. Anh bay xuống. Bên này có dây rồi. Mara, força, força. Đôi mét rồi. Força, força. Các em cứ hiểu ý thế là tốt. Cứ học dần. Mẹ tới bên, mẹ tới bên. Dạ. Đi mẹ tới bên. Ta bông. Đôi mét rồi. Rồi. Giờ là đóng đã. Bắt tay, bắt tay, bắt tay ra. Tá bom, tá bom. Vai aqui. Vai aqui. Bate. Ok. Então, tem cinco, tira. Tira, tira, tira. Aqui, tira. Đi lấy tu aqui. Bate. Tá bom, tá bom. Đi đây tu. Tá bom, mai, mai, mai. Mai, isso fio lanh bay xuống, mai. Xong được rồi. Đó rồi. Ok, ok, vai ali, vai ali. Vai ali. Aqui, ah, cava aqui. Tá bom? José, dá lembra? Aqui, ah. 42, tá bom? Aqui. Tá bom? Lembra bem, ah. Aqui, ah. Tá bom? Ok. 80. Tá bom. Ok, ah. Mara, força. Tá? Ok, aqui. Tá, tá bom, 80. Tá bom. Hướng dẫn rất là cẩn thận luôn, bởi vì mình không có ở đây. Sợ mọi người nhầm. Xuống là có móng này, để mình xây móng luôn. Aqui, cava aqui, ah. Não vou deixar seu, ah. Cava o momento, depende. Medida, tá bom? Aqui, o momento. Bate o carro. Aqui. Thật là Khánh vừa kia rác xong, cắt đường này cho chú với ba mấy các bạn thanh niên này. Buổi chiều ở đây để làm. Rất là đẹp. Tranh thủ buổi trưa. Bởi vì hôm nay là Khánh phải về luôn, đa gấp vội. Khánh bận ơi là bận nhưng vẫn phải xuống dưới bản để tính việc cho mọi người làm. Chứ không thì ở dưới đây mà mình không xuống là không chuẩn bị được trước công việc để mai mình xuống mình làm. Thôi thế này là đẹp rồi. Mai Khánh xuống là đã có cái móng đẹp. Tao bảo nếu bà Vô lý tố. Hả? À. Đó là mấy cái rồi bố? Đây cái này là cái thứ tư rồi đúng không? Còn hai cái nữa. Thôi rồi, giờ tranh thủ được con ơi, mọi người đi vặt cá nhá.
các mama thì thôi mà cho các mama nghỉ ngơi. Tiếp sĩ cô, bà ra cái xa mà Martin cùng tiêu cùng tôi dây mà của mama bay tira coi ra anh bay xuống. Yeah. Anh sinh ra tira. Anh sinh ra tira á. Amare nếu tira tu đủ. Những quả nào vàng vàng là khánh nha. Vặt luôn. Cà này không to thì những cái quả như thế này là vặt được rồi các bạn. Không nó lại vàng ấy. Đấy, như thế này là khánh vặt luôn. Bình thường ra là Khánh thấy những cái quả cà trắng này nó cũng quả rất là to, nhưng tại sao cái giống cà này của Khánh trồng cho bà con là sao nó chả to nhỉ? Nó kiểu nó nhỏ nhỏ thân thoăn. Đấy, khờ khớ đấy các bạn. Quý vị khán giả có thể xem ạ. Thế bình thường ra cái quả cà nó cũng phải, quả vàng này nó phải to như này thì nó mới vàng. Thế mà nó bé tí nào dưới gốc nữa. Hay là những quả gốc nhỉ? Đây là những quả này thì nó đã vàng, vàng đít rồi, nó lại bắt đầu vàng rồi. Nên khả năng là cái cà này nó chỉ tầm nhỡ nhỡ này thôi. Khánh cho vặt hết luôn. Ok, đi sao, đi sao. Hôm nay gọi là vặt vặt bói. Cứ được đi vặt cà ra này là rất là rất hạnh phúc luôn. À, Huy Khánh bán giúp bà con cho lái buôn gì nữa thì là bà con lại còn có thêm tiền thức ăn hay thi thoảng này được cốc nước ngọt. Chứ giờ mùa khô mà không có nguồn thu cà này là rất là mệt mỏi, bởi vì đọc cái tiền xăng dầu, cái tiền xăng dầu là để bơm nước lên để cho bà con đóng vật liệu cũng là đã tốn rất nhiều chi phí. Về bình á, ta xô đi. Khánh bận công việc quá này, chiều trưa cũng phải tranh thủ rồi. Cùng với mọi người đi vặt cà. Chả Khánh còn về không là chiều sợ về thủ đô muộn. Cà trắng thì là vặt lần đầu tiên thì cũng không được nhiều. Thì bây giờ là anh tiếp tục cùng với mọi người sang bên ruộng cà xanh. Sẽ vặt được thêm quả nào thì vặt. Nếu nó ít quá thì lại để muối. Còn nếu vặt được nhiều thì mình mới bán. Ít nhất là phải được tầm khoảng 7-8 hoặc chục cân lên thì mình mới bỏ để mình bán. Chứ còn vậy được 4-5 cân thì muối vào hai bình thì mang cho bà con là ăn cũng hết các bạn. Bởi vì rau quả bây giờ là mùa khô này nó cũng có ít. Nên là cái cà này là bà con là thi thoảng là cũng ra vặt để nấu để ăn. À kia bác ơi. À kia gần ăn đấy bác ạ. Ừ. Để ba để sốt quả to đấy. Những quả vàng là Khánh vặt hết luôn, vặt hết để nằm giống.
Hết rồi. Tá bom. Ok, xuống bên kia nào. Thôi vừa đẹp. Chỗ này chắc là nó được 5-7 cân. Không biết là 5-7-8 cân gì đấy. Chắc là tầm khoảng 5-7 cân thôi. Tá bom. Aqui vamos lá, vamos lá. Tiếp ra. Tiếp ra mà đây, tiếp ra. Và vào này là Khánh về rồi. Để bóc về làm giống này lại gieo tiếp để phủ hết tất cả các khu vực này cho bà con. Thôi bây giờ thì Khánh cùng với các ba các chú thì cũng vừa vặt cà xong. Chú ở trên kia thì chắc là giờ thì vừa còn hai cái sang là chắc cũng gần xong rồi. Thì hôm nay là Khánh công việc rất là bận, xuống tranh thủ buổi trưa thì đã sắp xếp công việc cho bà con, xong là cũng tranh thủ là đổ được cái sang với cả đe móng xong và hướng dẫn mọi người là cách để bắc dàn bầu ở dưới giếng. Thì là quý vị khán giả là xem video của Huy Khánh thì là ủng hộ Huy Khánh, cho Huy Khánh một lần like, một lần share và một lần đăng ký kênh Huy Khánh Vlog cuộc sống châu Phi. Khánh cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng rằng là tất cả sự nỗ lực cố gắng của Huy Khánh lẫn bà con trong bản thì là cũng chạm vào đến trái tim của tất cả quý vị khán giả. Còn bây giờ thì trưa nắng rồi, Khánh cùng bà con đi ăn cơm rồi là Khánh về luôn đa, có công việc quan trọng. Xin chào mọi người. Ai nha, đây là những bước cơ bản nha.